Chào mọi người. Ngày hôm nay tôi có làm một cuộc khảo sát về lịch sử xứ Việt Nam thủy xứ chiều nay nha. Chiều nay tôi có hỏi một số bạn trẻ là có biết ngày mai là ngày gì không? Ngày 17 tháng 2 năm 1979 là ngày gì? Thì tôi hỏi mười mấy bạn trẻ thì có khoảng tầm 4 bạn trả lời cho tôi biết. Trong đó thì chỉ có một bạn cho tôi biết chính xác là ngày 17 tháng 2 năm 1979 là ngày Trung Cộng xua quân đánh các tỉnh phía Bắc của dân Việt Nam chúng ta. Và có một số bạn trẻ thì không dám cho tôi quay clip đặt câu hỏi. Tôi nhìn các bạn trẻ đeo khuyên tai khứ rất là ghê gớm và dữ dội. Có một số bạn trẻ thì nhuộm tóc. Trong đó có một bạn là sinh viên đại học năm thứ tư rồi thì nhìn bạn ấy rất là hiền lành. Khi tôi quay thì bạn bảo chị cứ quay đi thì chị hỏi đi em trả lời. Nhưng khi tôi quay xong xuôi tôi hỏi tôi đi về thì bạn trẻ ấy ra nói với tôi rằng là chị ơi, chị thông cảm cho em, chị xóa cái clip ấy đi tại vì em còn đang đi học, thầy giáo em có nói em là đừng có quan tâm tới chuyện đó nữa. Thật tình nghe đến đây mà buồn, thầy giáo mà nói với học trò như vậy, trong khi đó bạn đó là sinh viên năm thứ tư đại học rồi. Đây là tôi đặt câu hỏi cho các thầy cô giáo, bộ trưởng bộ giáo dục luôn và các người biên soạn cho môn sử nữa, tại sao cuộc chiến 1979 đó quý vị lại không đưa vào sách sử vậy? Tại sao quý vị lại tránh né, quý vị không dạy cho học sinh học trò biết vậy? Trong khi đó bất kỳ một em nào đi học đều phải đóng tiền hết chứ đâu phải là không đóng cho quý vị đâu. Tại sao dân Việt không biết sử Việt? Tại sao những cái cuộc chiến đó lại không được đưa vào sách? Như năm 1988 cuộc chiến ở đảo Gạch Ma nữa. Rồi cuộc chiến năm 1974 Trung Cộng xua quân ra đảo Hoàng Sa của Việt Nam đánh mày. Tại sao cứ tới ngày 30 tháng 4 quý vị lại kỷ niệm cuộc chiến Rồi Da Sáu Thịt anh em giết nhau, trong khi đó những cái ngày như ngày mai ngày 17 tháng 2 năm 1979 và cái ngày đảo Gạch Mai năm 1988 là sao quý vị không tưởng niệm, tại sao quý vị không dạy? Đó là sử Việt chúng ta phải tôn trọng, quý vị phải dạy cho học trò biết chứ. Tại sao quý vị đổi sách giáo khoa liên tục mà quý vị này không dám đưa vô dạy? Anh em đánh nhau giết nhau á thì cứ tưởng niệm, còn cái tụi giặc phương Bắc ấy thì quý vị không dám đưa lên vậy. Rồi còn ông Thích Trân Quang thì phải, ông nói á Trung Cộng là anh, Việt Nam là em, Lý Thường Kiệt xua quân đến đánh là hỗn. Hỏi quý vị chứ, hơn 1.000 năm Bắc cuộc họ đầy ải chúng ta, tại sao ông Lý Thường Kiệt ông đưa quân ra đánh để dằn mặt? Thì ông Thích Trân Quang đấy ở miệng nói Lý Thường Kiệt là hỗn. Thế thì hỏi quý vị, ông Thích Trân Quang đó có xứng đáng là người Việt Nam không? Tại sao quý vị dạy cho tôi hồi tôi còn đi học, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, trong khi đó cái lịch sử đó quý vị lại không dạy không cho biết? Hồi tôi còn đi làm công nhân tôi có hỏi bạn trẻ rằng là nếu Trung Cộng đánh Việt Nam thì em sẽ làm gì? Bạn trẻ trả lời thẳng thừng luôn, em sẽ bỏ chạy. Quý vị có buồn không? Nhưng đó là thực tế, đó là giới trẻ của chúng ta. Tại sao giới trẻ của chúng ta chơi ma túy, đập đá các thứ như vậy, nhưng khi đụng tới những cái kẻ giặc đó thì lại sợ? Tại sao có thể chém nhau vì gái? Tại sao phụ nữ ở xứ này thì lại có thể đánh ghen một cách bạo lực như vậy? Rốt cuộc cái nền móng của dân tộc chúng ta nó bị cái gì? Quý vị nghĩ sao? Quý vị là thầy cô giáo, quý vị dạy gì cho học trò, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai?